Xin chào anh em, mình đã trở lại đây. Nếu như làng game di động nói chung và game bắn súng FPS nói riêng, thì Call of Duty Mobile đang là cái tên làm mưa làm gió hiện nay, được đông đảo game thủ biết đến từ giai đoạn đầu năm 2020. Và quả thật sức hấp dẫn của dòng game này là không thể bàn cãi, bắt đầu từ những phiên bản đầu tiên của Modern Combat, và sau này là những cái tên nổi tiếng không kém, mà đơn cử là Critical Ops hay Shadowgun. Vì thế với tiềm năng phát triển dường như không có giới hạn như vậy, thì 2021 những ông lớn của làng game đang tích cực phát triển những game di động bắn súng FPS mới, đồng thời cũng cho ra mắt những tựa game mới toanh mà mình nghĩ là bạn không thể không biết đến chúng. Và sau đây sẽ là những gợi ý mà mình mang đến cho mọi người. Với trang bị đồ họa đẹp mắt và lối chơi hấp dẫn, cộng thêm khả năng tương thích với nhiều thiết bị khác nhau, thì dạy gì mà chúng ta không thử qua nào. Zombie Frontier 4 là một trong những series game bắn súng zombie lâu đời trên di động, và lần này game sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới. Với đồ họa 3D sẽ khiến cho người chơi có được cảm giác chân thật thông qua những màn càn quét zombie vô cùng thú vị. Theo đó, lối chơi của nó sẽ cho bạn chiến đấu với lũ thây ma bằng những vũ khí có sẵn trong kho đồ của mình, từ súng lục cầm tay, súng trường shotgun và cả súng nhắm. Ngoài ra còn những phụ kiện như là lựu đạn và hồi máu. Tại đây game sẽ tập cho bạn những kỹ năng nhắm bắn, đi kèm nhiều combo châu bò khác nhau trong game, và phần thưởng khi cố gắng sinh tồn vượt qua tất cả là những huy hiệu vô cùng hấp dẫn. Và ngoài phần chơi PvE thì bạn còn được thử qua với người chơi khác trong môi trường online, sát cánh cùng nhau vượt qua những phần chơi khó khăn và mang về phần thưởng để mua sắm trang bị tốt hơn. Seiko Mobile. Sau khi mà tựa game Global Offensive Mobile là một sản phẩm game bắn súng đến từ Thái Lan phải tạm dừng hoạt động, thì lại bất ngờ nổi lên một tựa game tương tự, sử dụng phong cách tương đồng Seiko đến từ Trung Quốc. Và đáng chú ý hơn, đây lại là phiên bản xây dựng trên nền tảng Unreal Engine 4 và được phát triển độc lập bởi một tổ chức duy nhất. Và hiện tại mặc dù mới chỉ mở cửa thử nghiệm, nhưng sức hấp dẫn của nó lại vượt ngoài mong đợi của nhà phát triển, với lượng người truy cập là vô cùng lớn. Tuy nhiên, với việc tái hiện toàn bộ những màn chơi của phiên bản PC lên mobile bằng công nghệ Unreal Engine 4 và mô phỏng chất lượng độ giật cũng như trải nghiệm đến từ Seiko, thì Seiko Mobile đang trở thành cái tên vô cùng ấn tượng. Tuy vậy, khả năng cao tựa game này sẽ sớm bị veo chú ý, giống như điều tương tự xảy ra ở phiên bản Thái Lan, đã phải tự tay xóa bỏ sự tồn tại của mình. World War Hero 2021 ra mắt cho đến nay đã vỏn vẹn hơn 2 năm, nhưng đây vẫn là một trong những game bắn súng FPS về đề tài thế chiến hay nhất trên di động. Và bước vào năm 2021, tựa game này đã có những nâng cấp kịp thời thông qua việc nâng cao chất lượng đồ họa trong game và thêm vào đó là những phần chơi vũ khí mới nhằm nâng cao chất lượng khi bạn tham gia trải nghiệm tựa game này. Và cho dù đã là một năm bùng nổ của Call of Duty Mobile, thì với những ai yêu mến lịch sử nói chung và game bắn súng FPS nói riêng, thì đây vẫn là lựa chọn vô cùng đúng đắn. Và điểm khác lạ theo bản thân mình là việc người chơi có thể vừa dùng súng hay là đao kiếm, điều khiển chiến tăng trên đấu trường là yếu tố mới mẻ so với một game trên di động, làm tựa game này gần giống như là một phiên bản Battlefield, nhưng thay vì là game PC console, thì đây lại là một game di động hoàn toàn miễn phí. World After. Tựa game tiếp theo thì mình sẽ mang đến là một game bắn súng đối kháng với đồ họa tuyệt mỹ, thậm chí vẻ đẹp đồ họa của nó còn tỏ ra đặc biệt qua từng hiệu ứng ánh sáng bóng đổ cháy nổ với âm thanh sống động như là thật, đã mang đến trải nghiệm chiến trường độc đáo cho game thủ. Đặc biệt không giống những game bắn súng hiện nay, tựa game này chú trọng vào từng pha combat bằng việc yêu cầu người chơi vừa phải có kỹ năng cá nhân, đồng thời phải biết liên kết với những thành viên trong đội, bố trí hỏa lực sao cho hợp lý mới có thể giành chiến thắng ở những đấu trường trong game. Và đơn cử trường hợp khi bị tấn công dồn dập và súng trường của bạn vừa hết đạn, thì game thủ cần phải tìm chỗ ẩn nấp thay đạn và nhờ đồng đội yểm trợ bắn hạ những kẻ thù ở gần.
Ngoài ra thì kho tàng vũ khí trong game cũng đa dạng không kém, với khả năng nâng cấp thay đổi phụ kiện là giá trị hấp dẫn không thể bỏ qua của tựa game này. Aria F2 được mệnh danh là đối thủ của Call of Duty Mobile và xem như là phiên bản di động của Rainbow Six Siege đã nhanh chóng nhận về nhiều thành công vang dội với hàng triệu game thủ đã từng trải nghiệm tựa game này. Tuy nhiên, cũng giống như Global Offensive Mobile, Ubisoft đã cáo buộc vi phạm bản quyền của game và phải chấm dứt số phận của mình vào tháng 5 năm 2020. Tuy vậy, một tin nóng hổi là tựa game này sẽ sớm trở lại phát hành một lần nữa. Thay đổi đáng chú ý nhất là logo mới chất lượng hơn và được dự đoán sẽ do ông lớn Netchi đến từ Trung Quốc tái sinh và hiện đang làm việc với đơn vị phát triển. Và nếu ông lớn này có thể cứu sống game lại một lần nữa, thì đây sẽ là cơ hội để tựa game này có thể chuyển sinh. Và tất nhiên điều này mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Tuy vậy, với tiềm năng phát triển của mình, thì có lẽ không sớm thì muộn, tựa game này sẽ lại mở cửa sau khi xử lý xong vấn đề bản quyền. Modern Troy Online. Phải khẳng định đây là game bắn súng FPS có đồ họa 3D hoành tráng, không thua gì những game trên PC. Và mặc dù marketing gần giống với series Modern Combat của Gamelot, nhưng tựa game này lại được xây dựng dựa trên nhiều ý tưởng, sẽ cho người chơi có được những trải nghiệm hoàn toàn mới, được sử dụng những loại vũ khí thông dụng với thiết kế không đụng hàng. Bên cạnh đó là nhiều bản đồ chiến đấu để thoải mái lựa chọn. Ngoài ra, chúng còn sở hữu nhiều tính năng cốt lõi của game bắn súng, bao gồm nhiều chế độ chơi đa dạng được thêm vào, từ chế độ đặt bom, solo 1v1 zombie hay là sinh tồn. Nhưng ấn tượng nhất phải nói chính là khả năng nâng cấp vũ khí trong game, cho bạn tha hồ thay đổi qua lại nhiều phụ kiện khác nhau, được tùy ý nâng cấp từng chỉ số 1, hay là tăng giáp thay đổi nhân vật phụ kiện đi kèm. Và quả thật sở hữu rất nhiều nội dung thú vị mà bạn không thể bỏ qua. AWP Moss là lựa chọn mới hấp dẫn với người thích game bắn súng góc nhìn thứ nhất, đặc biệt là vị trí sniper. Và giống như bao game bắn súng khác, nhiệm vụ đầu tiên của bạn là lựa chọn một nhân vật với vô vàn môi trường đa dạng, từ núi tuyết rừng rậm nhà cao tầng cho đến một số khung cảnh đặc biệt như là một căn phòng mà trong đó bạn là người tí hon. Và lúc này những vật dụng tưởng chừng bình thường lại là vật chắn khổng lồ cho người chơi tận dụng. Và đúng như tên gọi của mình, vũ khí bạn có thể sử dụng hầu hết đều là súng bắn tỉa. Với địa hình đa dạng và những đặc điểm khác nhau của từng loại súng, thì người chơi sẽ khoảng thời gian thử tài thiện xạ của mình. Và khởi đầu thì chế độ Team Deathmatch sẽ là lối chơi chủ đạo, và càng lên những level tiếp theo sẽ được bổ sung thêm những phần chơi mới. Ngoài ra cũng được mở khóa những loại súng hiện đại và phụ kiện phong phú đi kèm khác nhau. Zombie Survival mang đến cho người chơi cảm giác như đang tung hoành giữa bầy xác sống. Đặc biệt, game không chỉ đem tới cảm giác sợ hãi mà còn mang tới những trải nghiệm chân thực khi biến người chơi từ những con mồi đang run sợ thành thợ săn dũng mãnh vũ trang tận răng. Và mặc dù mới chỉ ra mắt, nhưng game đã lập tức ăn điểm nhờ đồ họa ấn tượng của mình và tương tác vật lý cũng vô cùng thực tế. Điều này thể hiện rõ thông qua dàn vũ khí khác nhau trong game, khi mỗi loại sẽ có hiệu quả theo môi trường nhất định. Và những game thủ tận dụng tốt và hiểu rõ môi trường mới có thể sử dụng hiệu quả để chống lại những con quái vật. Mặt khác, game còn đem tới hệ thống thay đổi thời tiết từ ngày sang đêm và muôn vàn kiểu thời tiết đa dạng, làm cản trở tầm nhìn vào hiệu quả khi bạn chiến đấu. Và để giải quyết điều này, cần bạn phản xạ nhạy bén với những giác quan để cảm nhận và sinh tồn trong game.
Warframe Mobile là cái tên không mấy xa lạ với game thủ bắn súng, và nay game đã có bước chuyển mình tích cực khi mở ra một sân chơi mới cho game thủ mobile và được phát triển bởi Micom đến từ Hà Lan, là một trong những game bắn súng sở hữu nền tảng đồ họa ấn tượng, thậm chí vẻ đẹp đồ họa của nó còn đặc biệt lôi cuốn qua tầng hiệu ứng được xây dựng công phu và kế thừa toàn bộ những tinh hoa có sẵn trên phiên bản PC, đặc biệt không đi theo lối mòn của những game bắn súng khác. Warframe đem đến cho game thủ cái nhìn cận cảnh hơn về những thế lực trong bóng tối thông qua chế độ cốt truyện. Thậm chí để hiểu rõ phần nội dung này, game thủ phải sở hữu phản xạ kỹ năng cũng như khả năng liên kết với những đồng đội của mình. Và bên cạnh lối chơi hấp dẫn như vậy thì kho vũ khí đa dạng cũng như khả năng phối phụ kiện là giá trị không thể bỏ qua của tựa game này, là điểm nhấn để người chơi nhớ đến game lâu hơn. Và tất nhiên như mọi khi, link tải game mình đã để sẵn dưới phần mô tả và công việc của bạn chỉ là nhấp vào chúng để tải về. Tiếp theo, nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên bạn hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.